Trong phiên giải hè năm nay, Man United đã mất khá nhiều thời gian để đàm phán chi mồi Jadon Sancho, nhưng cho đến nay, cầu thủ người Anh vẫn chưa thể cập bến Old Trafford. Lý do khiến Man United chưa thể có được Sancho là họ không sẵn sàng chi số tiền 100 triệu bảng như yêu cầu của Dortmund. Đây là mức chi rất lớn buộc Man United phải cân nhắc bởi họ đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Theo Sun Sport, United từng có kế hoạch mua Sancho với mức giá 100 triệu bảng, nhưng sau rất nhiều cuộc đàm phán, quỷ đỏ đã phải cân nhắc lại. Nguyên nhân chính là do United lo ngại đợt bùng phát Covid-19 lần thứ hai. Man United không chấp nhận rủi ro với thương vụ Jadon Sancho. Ngoài mức chi lớn cho bản hợp đồng này, họ còn đang phải gánh quỹ lương rất cao. Họ lo ngại sẽ rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính bởi sự tính toán thiếu chính xác. Thủ môn Emiliano Martinez đã không có tên trong danh sách đăng ký ở trận thắng Fulham 3-0 của Arsenal. Theo The Sun, người gác đền 28 tuổi đang di chuyển đến thành phố Birmingham để kiểm tra y tế và hoàn tất những thủ tục gia nhập câu lạc bộ Aston Villa. Emiliano Martinez đã chơi xuất sắc ở giai đoạn cuối mùa trước khi Berlino gặp chấn thương. Thủ môn người Argentina đã góp công rất lớn giúp Arsenal giành được chiếc vô địch FA Cup và siêu cúp Anh. Đang ở độ chính của sự nghiệp nên Martinez muốn có được cơ hội ra sân thường xuyên hơn để góp mặt trên tuyển. Trong khi đó, phía Arsenal cũng sẵn sàng chia tay thủ môn này. Arsenal dự định sẽ chi 10 triệu bảng cho thủ môn David Raya của câu lạc bộ Brentford. Điều thuận lợi cho pháo thủ là Raya cũng đang muốn có cơ hội chơi bóng Premier League. Barcelona đã có khởi đầu suôn sẻ dưới thời huấn luyện viên Ronald Koeman khi có được chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ từ giải hạng 3 Tây Ban Nha là Gimnastic Tarragona. Trận giao hữu này chứng kiến tân thuyền trưởng AS Blaugrana trao cơ hội ra mắt cho Conrad De La Fuente. Conrad được tung vào sân sau giờ nghỉ và chơi 45 phút trước Gimnastic. Tại năm 19 tuổi trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên trong lịch sử chơi cho Barca. Ngày 12 tháng 9 không chỉ đánh dấu bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp của sao mai này mà còn là một cột mốc đối với bóng đá xứ sở cờ hoa. Hiện Conrad đang chơi cho đội B của Barca tại giải hạng 3 Tây Ban Nha. Dù nhận được lời mời từ nhiều câu lạc bộ ở châu Âu, nhưng hồi tháng 6 vừa qua, cầu thủ chạy cánh giàu tiềm năng này đã gia hạn hợp đồng đến năm 2022. Nếu anh được đôn lên đội 1, điều khoản giải phóng hợp đồng có trị giá 100 triệu euro. Trong trận ra quân của Liverpool gặp Leeds United, Virgil van Dijk là người đã mắc lỗi trực tiếp ở bàn thua thứ hai. Điều đáng nói là van Dijk đang có dấu hiệu chứng lại về mặt phong độ và thường xuyên mắc sai lầm hơn. Mới cách đây 2 tháng, anh cũng có tình huống kiến tạo cho Alexandre Lacazette ghi bàn trong thất bại 1-2 trước Arsenal. Van Dijk đã mắc hai lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua chỉ sau 4 lần gần nhất ra sân ở Premier League. Trước đó, trong số 154 trận thi đấu cho Southampton và Liverpool ở Premier League, anh mới chỉ phạm đúng một sai lầm. Theo thống kê từ Swaka, tính từ khi bắt đầu mùa giải 2018-2019, nếu không kể các thủ môn thì Van Dijk là cầu thủ mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhiều nhất ở Premier League với tổng cộng 3 lần. Thành tích đáng quên này ngang với hai ngôi sao khác thuộc biên chế các đội Big Six là David Luiz của Arsenal và Danny Rose của Tottenham. Antonio Conte đã muốn mang về cậu học trò cũ của mình tại Chelsea là Marcos Alonso. Đây rất có thể sẽ là một trong những bổ sung quan trọng cuối cùng của Inter trước thềm mùa giải mới. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha đang thất sủng tại Stamford Bridge. Nhưng trong mắt Conte, Alonso vẫn đáp ứng các tiêu chí của ông thầy. Dưới thời Antonio Conte, Alonso đã từng chơi bùng nổ. Tuy nhiên, trước tiên Inter cần phải thanh lý được Dalbert để nhường chỗ cho Alonso. Nhiều khả năng, Chelsea sẽ không làm khó Inter trong thương vụ này. Sau khi Arturo Vidal sẽ cập bến Giuseppe Meazza trong ít ngày tới, rất có thể họ sẽ đón thêm cả Marcos Alonso.